Và gần đây mình sẽ hấp cách thủy cả nhà. Bên em sẽ hấp mực trứng. Rồi trứng thế này đã quá. Wow, chín rồi, mực nó săn lại đã lắm cả nhà. Ôi mực trứng này, ôi bóng lưỡng luôn. Wow, mời cả nhà nha. Thơm ngọt. Ông em ăn nghiêng con nha. Mời cả nhà. Cái thịt mực ống nó săn lại ăn rất là ngọt. Thái Nha Viễn xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nha Viễn. Chậm biết là video đợt trước cô chú vào ủng hộ xem Thái quá trời luôn, và có tác tên và nhắc Thái là vô xem video của Bơ Vlog, chị gái của Ái Mí trên kênh Bếp Trên Bảng, là hỏi Thái là gửi lên sao không có gửi cái cách mà chỉ cho bạn ấy cách làm mực cho nó ngon nhất. Thì hôm bữa thì Thái cũng quên cái chuyện đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà thấy cái video của em bơ lên thì cả nhà cũng biết được là mực bên Thái khi mà luộc chung với nước là da nó cũng không có chóc. Cái phần chăm chóc nó rất là ít, trừ khi là mình chạm vào con mực, cái gì đó chạm vào con mực thì mình mới bị chóc da một xíu. Nhưng mà đó là một trong những mà cách mà để mình test mực coi thử mực có chuẩn hay không. Ví dụ mà hấp cách thủy là ok rồi, nhưng mà luộc với nước mà mực nó vẫn được cái giữ được cái độ da như vậy thì đó là một cái cách rất là tuyệt vời, cũng như là một cái cách mà để test mực là chuẩn nhất. Chỉ vì là mình sẽ luộc chung với nước thì là cái độ ngọt của mực nó sẽ giảm đi một xíu, nhưng mà với mực ngon rồi thì luộc nó vẫn xem với đầy hấp cách thủy là tầm 1:8, 1:10 thôi. Thì hôm nay thì Thái phải lên clip để hướng dẫn và cũng như là chỉ cho coi cô chú anh chị em nhà mình cách ăn mực mà chế biến làm sao để giữ được cái chọn vị ăn ngon, đặc biệt của vị mực của làng chài Phước Thể của em. Đó chính là đây em cầm là mực trứng. Bữa em gửi lên á là em gửi cái mực ống nháy này là của quê em, rất ngon luôn. Đây là mực ống nháy rất là tuyệt vời. Còn trên tay em đây là một cái sản phẩm mới, đó chính là gan ngỗng của Pháp. Hàng này là 3,1 triệu một ký luôn, xuất xứ là của Pháp đó, giấy tờ đầy đủ. Và một bịch như vậy là tầm khoảng 900 gram đến 1 kg. Cái này em mới vừa nhận hàng về. Đây, em mực trứng bên em thì sẽ là một vị là nửa ký. Đây là mực trứng và mực nháy cũng là vị nửa ký luôn. Những cái con hàng này rất là ngon nha cô chú anh chị em nhà mình. Cái này mình chỉ làm sạch và mình hấp cách thủy là ngon nhất. Hoặc là mình có thể thêm gia vị về nước mắm chẳng hạn, hay là mình có thể xào tỏi, hoặc là mình nướng với ớt. Còn trong tủ này hôm bữa cô chú hỏi là Thái sao không có gửi một cái bảng báo giá lên, thì ở đây thì hôm bữa Thái quên. Bên này thì Thái rất là nhiều mặt hàng, nếu cô chú anh chị yêu thích những sản phẩm của Thái có thể điện hotline của Thái là 0938280121, đó là số hotline. Hoặc cả nhà có thể xem những cái phiên live stream trên TikTok Thái Nha Biển, hoặc là fanpage Facebook Thái Nha Biển để xem được những cái menu hình ảnh để mình mua cho rõ hơn. Ở đây thì bên em tôm khô là giờ lên giá rồi cả nhà, 1,4 triệu một ký luôn. Đây là tôm khô biển của quê em luôn, ngon lắm. Và em có cái chả mực nang này cũng là nguyên chất, mực nang nguyên chất cực ngon luôn nha cô chú mình. Còn đây là xá sùng khô nha cả nhà. Xá sùng khô này đặc biệt lắm, cái này mua về cả nhà mình bỏ tủ đông mình ăn dần dần trong vài năm cũng được luôn. Hàng khô queo à. Cái này dùng để mình làm nước lèo, mình nấu nước lèo, nấu súp cũng rất là ngon và tuyệt vời. Bên Thái thì bữa Thái lên cái bào ngư Việt Nam á, rất là nhiều cô chú anh chị ủng hộ Thái luôn và nhờ Thái làm sạch rồi cấp đông để vận chuyển đi nước ngoài nè. Còn mực dẻo này là nhiều cô chú là mua để dành Tết rồi. Bên Thái là 6 con một ký, 980.000 một ký nha một người. Còn đây là hải sâm, hải sâm nó có to có nhỏ. Ở trên này là cua kinh ráp đó, cồi sò, rồi rất là nhiều sản phẩm chả cá, chả mực, rồi thêm thịt tôm tích nữa, ngon lắm. Bên em có thịt tôm tích là best seller của em luôn á. Hàng này là nấu bánh canh ăn cực kỳ đỉnh luôn. Và mực tẩm gia vị nè,
đó, những sản phẩm này là cô chú mua về để trong tủ đông về nhà mình để dành ăn rất là tiện lợi. Bữa giờ là Thái bán nước mắm nhỉ, gần Tết đây là sản lượng nước mắm nhỉ sẽ có nhiều để cô chú mình mua và mình biếu mình tặng. Đây nước mắm nhỉ nha em nè, đây nước mắm nhỉ nha em là 140.000 một lít, còn nước mắm đặc biệt là 190.000 một lít. Đây nước mắm nhỉ nha em, chai lùng lùng rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, sẽ sang trọng. Em không có làm chai thủy tinh bởi vì em sợ nó vỡ. Ở đây thì em có một cái bao quần áo, cái này là của ông anh, của anh Thái, chuyên về sản xuất quần áo. Thì ảnh thấy Thái kinh doanh ngành thủy sản này mà không thấy Thái đồng phục, rồi cũng không thấy như thế nào, thế là anh thiết kế và tặng cho Thái một bao áo như thế này. Thì tặng một cái bao áo thế này thì Thái cũng sẽ tặng lại cho cô chú anh chị em nhà mình. Nếu như cả nhà có đơn hàng của Thái nhà biển thì tất cả các đơn hàng đều được tặng một chiếc áo, nhưng mà số lượng thì anh gửi cho Thái thì Thái không biết bao nhiêu cái, chắc em nghĩ chút 100-200 cái gì đó. Nhưng mà cái này tặng đến khi nào hết thì thôi nha cả nhà. Nếu như cô chú anh chị em nhà mình á mà có đến sau thì cũng thông cảm với em nha. Áo này thì em tặng và em giữ cho mình 1-2 cái để em mặc thôi. Ồ, anh thiết kế là Thái nhà biển luôn nè, có con tôm hùm. Đáng lẽ là để chai nước mắm chứ nhờ, cái này thay là thấy em like em bán tôm hùm nhiều quá, để con tôm hùm. Ô, cái tôm hùm luôn, cái này thêm con tôm hùm nữa cả nhà. Ai thêm con tôm hùm nữa. Ở bên sau ghi gì ta? Thái nhà biển Facebook, YouTube, TikTok và số hotline. Trời ơi, anh chu đáo quá. Thái sẽ cái này là của anh Nghĩ, nhưng mà thương hiệu của ảnh là như là Khôi Sài Gòn hay sao á, khôi gì đó. Tại vì ảnh là người sản xuất áo chuyên xuất khẩu và thị trường trong nước luôn, cũng rất là lớn á mọi người. Thì Thái sẽ để số điện thoại dưới, nếu như mọi người yêu thích về cách thiết kế, về làm áo công ty hoặc là áo gia đình hoặc là áo xuất khẩu, nói chung là từ nhỏ tới lớn ảnh đều làm hết nha. Đây anh cho coi chất liệu vải anh thích. Rồi cái này thì Thái không biết bao nhiêu tiền hết trơn. Trời ơi, giải xịn ha, cái này giải xịn không. Tại vì đây tặng á mọi người, tặng nhiều lắm. Này, đủ size luôn, size M, size S đó nè. Size S em mặc vừa không ta? Thử đi. Đây là size S. Wow, vừa không trời? Bự dữ ý. Sao bự dữ ý? Trời, bự lắm luôn á cả nhà ơi. Đó, bự luôn. Cái size S là phải như gì vậy ta? Size S tâm hồn cũng được anh, nhưng mà cũng hơi to cả nhà. Nhưng mà em thích cái màu xanh lá chuối hơn. Này là xanh nước biển á, chúng ta này xanh nước biển anh. Ủa này xanh lá hả? Ừ, tưởng xanh nước biển. Em thích cái màu xanh này nè. Dương, này xanh dương. Ủa này xanh lá hả? Cái này xanh lá hả? Xanh lá nhạt. Xanh lá nhạt, xanh lá chuối, xanh lá chuối non cả nhà. Còn này xanh lá chuối già rồi nhưng mà rất đẹp. Đây là mực sau khi mà em thái ngâm ra thì em sẽ cắt. Cái này cả nhà, khi mà mình ngâm mực á, mình không có cần là mình sẽ tháo bịch ra nha, tránh trường hợp nước nó vào. Mình cứ ngâm đó, ngâm khoảng 5-10 phút là mực cũng đã giả đông rồi. Đây là những cái con mực của bên nhà em mà sau khi giả đông này, hàng mực Mino. Cái này là mực ống á cả nhà, mực ống. Hôm nay em sẽ ăn mực ống và mực trứng. Đây là bị mực trứng ở nhà em, quá đã luôn cả nhà. Cái này thì bên Thái hay ăn là không có bỏ túi mực, nhưng hôm nay em cũng sẽ chỉ cho cả nhà cách bỏ túi mực. Mình cũng sẽ dỡ rửa sơ qua nha cả nhà. Này, mình rửa sơ qua. Mình sẽ cắt nhẹ khúc này thôi. Sau đó mình sẽ thấy được cái túi của mực. Đây là cái túi của mực này.
và mình sẽ rút ra. Đó là xong. Và mình sẽ rửa sạch lại với nước là được ạ. Đây. Rất là đơn giản luôn cả nhà. Mình đừng có xẻ ra hết, tại vì ở bên trong này là nó có cái bầu trứng. Đây cái bầu trứng của nó. Sau đó mình sẽ rửa qua lại sơ một hai nước. Cái này là thấy chỉ cho mình cái cách mà lấy túi mực rất là dễ dàng luôn. Này. Đó là mình sẽ bỏ cái túi này thôi. Đó, quá dễ dàng luôn. Còn về mà cắt bỏ mắt mực, mình sẽ cho con mực xuống nước và mình sẽ cắt bỏ để tránh cái tình trạng là văng lên người á cả nhà. Đây. Đây rất là đơn giản luôn. À, một ký mực trứng thì dao động là tầm khoảng 8 con đến 12 con một ký nha. Ồ con này trứng mà lòi tới này luôn nè. Cái này Thái sẽ hấp cách thị với hành. Bên em sẽ hấp mực trứng. Rồi trứng thế này. Đã quá. Mình để nước nó sẽ sôi lên một xíu. Đó cái này lúc này bốc khói lên là mình sẽ cho mực vào. Cái nồi nó hơi bé anh ha. Bỏ vô không được. Wow, đủ luôn. Cái này là nửa ký ống và nửa ký mực trứng. Bên đây. Mực quá ngon cả nhà. Wow, chín rồi, mực nó săn lại đã lắm cả nhà. Ôi mực trứng này. Ôi bóng lưỡng luôn. Wow. Trời thơm quá đi. Nhưng mà cái đồ gấp nó hơi bị trơn. Đồ gấp này là đồ gấp của em khi ăn sashimi cả nhà. Trời ơi, còn cái trứng nó ấy ra rồi nè. Do mình cắt xẻ ra đó. 4 con mực ống, 4 con mực trứng. Trời ơi, quá đã luôn, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Cả nhà cùng ăn với Thái mực trứng hôm nay nha. Mực ống nữa, ngon lắm luôn á. Trời phải nói là lâu lắm rồi mới quay review lại cái mực ống và mực trứng. Quá đỉnh luôn. Cả nhà ơi, cùng thưởng thức món mực trứng, mực ống với Thái nha. Trời ơi, mực trứng này cả nhà. Anh Thức ơi, thầy Đạo. Trời ơi. Trời ơi, trứng nó kìa. Trời ơi, u nu luôn á. Lâu lắm rồi em mới ăn lại mực trứng. Wow. Cái này nó hơi trơn, nó làm chóc da hết luôn à. Cái đồ gấp đó cả nhà. Đây. Ui. Anh chị em, cô chú nhà mình mà đạo mực trứng, nó nói mua mực trứng của Thái nhà biển về là chỉ có hai từ là wow, wow. Hú oà, ôi ôi. Trứng kìa. Khi mà mình hấp cách thị á là mực của mình nó săn lại, nó rất là ngon và nó rất là thơm. Đây mình đã lấy túi ra là nó rất là sạch mực. Đã mê luôn. Còn bên này là mực ống thì em sẽ ăn nguyên con luôn. Ở đây em sẽ dùng nước chấm là nước mắm gừng me. Còn mua hải sản nhà em sẽ có tặng thêm một cái chai nước chấm nữa. Đây là nước chấm hải sản của quê em, đặc sản của quê em, nước chấm muối ớt đỏ. Rồi ngon lắm. Rồi tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Em mời cả nhà. Nước mắm nhà em là luôn luôn sử dụng nè. Loại này là loại 1. Nhà Thái tự làm nha. Nước cá cơm, nước mắm cá cơm 140.000 lít. Trời ơi, nhìn mực trứng ấy. Làm chấm mắm me nha. Rồi ngon chưa. Em mời cô chú anh chị em nhà mình nha. Nó giòn. Trứng nó bùi bùi.
Trứng nó bùi bùi nó ngon lắm cả nhà ơi. Nè. Wow. Ôi cục mẹ ơi. Ôi ơi, trứng này nó bao phủ luôn, không thấy miếng mực đâu luôn. Ôi quá đỉnh luôn. Đỉnh luôn. Đây là mực ống. Ống em ăn nghiêng con nha. Mở cái nhà. Cái thịt mực ống nó săn lại ăn rất là ngọt. Mình ăn là mình cảm nhận được cái vị ngọt của mực. Giống như mình là mình ngồi ở gần biển nhà mình vậy đó. Quá đỉnh luôn. Trời ơi, ngon quá cả nhà. Trời ơi, đỉnh luôn á. Trời ơi, cầm chân cua cả nhà ơi. Thấy đĩ mực luôn anh. Mực trứng này là em ăn trứng nhiều là nó. Ủa đây nè. Đây cả nhà ơi, em cầm này là em đang hấp từ một cái cụm lớn như thế này. Đây là cụm chân cua hoàng đế được nhập khẩu từ nước Nga. Một cụm như thế này là giá 1,6 triệu. Và hôm bữa trước hai chồng Thái đã test nửa cụm rồi. Ăn rất là ngon luôn. Giờ phải test thêm một lần nữa nha cả nhà. Em mời cả nhà mình ăn cùng cụm chân cua hoàng đế với Thái nha. Wow. Ui. Cái cụm chân cua này á, thì là ở bên nước ngoài á, là nó sống vùng nước lạnh. Cho nên là cái vỏ của nó không giống như là những cái con cua con ghẹ Việt Nam mình. Con cua con ghẹ Việt Nam mình á, là nó sẽ cứng. Còn riêng con Alaska hay là cua hoàng đế á, thì là cái vỏ của nó là mềm. Nên mình sẽ dùng kéo mình cắt nó rất là dễ. Ôi ôi. Anh ơi cho cặn nè. Ôi đã chưa. Trời ơi. Trời ơi, mập dữ. Ngon ấy. Trời ơi, mê như cái nhà ơi. Đây em sẽ chấm lại nước chấm hải sản bên em. Mời cả nhà nha. Thơm. Ngọt. So với hàng sống á, em nghĩ là 95% luôn á. Bởi vì em mọi người cứ nghĩ nó là hàng đông lạnh thôi, nhưng mà với em này em ăn á, nó cũng tương tự luôn á, tại vì nó rất ngọt. Trời ơi. Ngon vậy. Nếu cả nhà mình sợ hàng đông lạnh không ngon á thì Thái sẽ bao ăn cho đại gia đình nhà mình. Cho nên cả nhà mình yên tâm. Ví dụ ăn mà có chuyện mà bị ớt, bị hư hay bị như thế nào đó thì bên Thái sẽ bao ăn luôn. Ôi đã chưa. Nhức nhối à. Trời ơi. Cụm này là em cắt cho em gửi đến cho ông xã của em. Ôi to. Ông xã đang quay phim. Ui rồi ôi. Bỏ cái lớp sữa ra là này, chan chè luôn á. Quá đỉnh rồi. Ôi ôi.
quá ngon luôn, rất to. Đây em mời cả nhà nha, hỏi đã chưa. Ui mê, mời anh xã. Mời cả nhà nha, quá đỉnh luôn, ngon anh ha. Đỉnh luôn ạ. Bữa hai chồng em ăn ăn nửa cụm rồi, còn nửa cụm phải nói là đỉnh luôn. Đây nè, ở trong cái đùi của nó quá là to luôn. Trời ơi mê chưa, cái vỏ nó dai ghê. Rồi mọi người coi lớp thịt nó này, trời trắng tươi. Wow. Mê lắm á. Trời ơi ngon. Mà cái nhà ở nước mắm me mà chấm mực á, cái nhà không thể thiếu nước mắm của nhiều cái Thái nha biển nha. Mà ngồi ra là Thái có rất là nhiều hải sản. Của chú anh chị em nhà mình yêu thích và những cái món hải sản của Thái Nha Biển, mọi người có thể điện cho số hotline là 0938280121 hoặc cả nhà có thể vào fanpage TikTok Thái Nha Biển luôn nha. Hôm nay thì Thái muốn chia sẻ một cái điều rất là quan trọng mà bấy lâu nay rất là nhiều khán giả hỏi em Thái là tại sao không tập trung và đi chung cùng với anh chị YouTube và các kênh như lúc trước. Thì Thái muốn chia sẻ trong một video ngày hôm nay thôi, duy nhất thôi, là những cái video sau thì hy vọng cô chú anh chị em nhà mình yêu thương Thái Nha Biển và yêu thương và quý trọng những người anh em cùng làm YouTube với nhau. Thì là các anh chị, cô chú, anh chị em nhà mình nếu như mà yêu thương thì ủng hộ và xem video và để có những cái động lực và tinh thần để mọi người ra video hay hơn. Thì bên em Thái á, thì em Thái cũng chia sẻ luôn là có thể là em Thái sẽ ít hoặc là giao lưu với lại những cái kênh như lúc trước, bởi vì em hiện tại là ở nhà, con thì con nhỏ nữa. Hai vợ chồng em thì kinh doanh mảng hải sản này thì cũng đã gần một năm nữa, gần 10 năm rồi. Thì công việc thì nó cũng sẽ không có suôn sẻ như mấy năm trước, kinh tế nó rất khó khăn, nên em quay về lại và cùng chồng em để phát triển. Và bấy nay là em khoảng 6 tháng nay là em có kinh doanh thêm một cái mảng hải sản live bên TikTok, cho nên là nó đang lên xu hướng rất là tốt và cũng đủ chi tiêu trong việc gia đình, hoặc là dư một xíu chút ít để chia sẻ với lại xã hội. Và hiện tại thì bên em vẫn đang duy trì bán hải sản, tại vì ngành đây là ngành chủ yếu của vợ chồng em. Thứ hai nữa thì nước mắm thì của nhà em làm, nhà cô hai và ba ở nhà phụ mua cá làm. Thì hy vọng thì cô chú yêu thương em thì ủng hộ như hải sản cũng như nước mắm. Còn về việc và tập trung mà đi cùng với anh chị và anh Hải là điện hỏi thăm Thái, chị Tuyên hỏi thăm Thái rất là nhiều, hỏi công việc thuận lợi hay không, và cũng có hỏi là quê Thái đang vào mùa gì để anh chị ra. Nhưng mà quê Thái hiện tại là chỉ có mực thôi, anh chị ra thì chỉ có một hai ngày, và em Thái cũng chưa có chuẩn bị chu đáo được, cho nên em Thái cũng chưa sắp xếp về được. Thứ hai nữa mọi người có hỏi là tại sao Thái không đi quay cùng anh Dũng, chị Diễm. Thì hiện tại là anh Dũng, chị Diễm là vẫn quay video hàng ngày. Thì thời gian mà thấy xem video của kênh anh Dũng hầu như là rất là ít xem video, hy vọng anh chị thông cảm. Rồi về mà tại sao không quay chung, thì là có một số clip thì mọi người có tụ họp quay chung với nhau, thì Thái không có biết á, mọi người tụ họp, cho nên là có nhiều cô chú anh chị là hỏi Thái. Thì hiện tại thì mấy anh em vẫn liên hệ với nhau, vẫn hỏi thăm, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Cho nên là cô chú anh chị khán giả của tất cả các kênh yêu thương tụi em, thì mọi người cứ tích cực để tụi em có những cái tinh thần tích cực về kinh doanh. Còn về mảng YouTube thì bên Thái vẫn duy trì ra video, cố gắng ra video. Dẫn là em quay, nhưng mà bên em là quay chuyên về gia đình em thôi, hoặc là hải sản. Nên là cô chú anh chị mình nó yêu thương em, thì mọi người cứ xem video ủng hộ em. Còn về mà hỏi những cái cơm mình tại sao không đi này hay nọ, hay là tình cảm gì, nó không có đâu anh chị, vẫn bình thường, tất cả mọi thứ vẫn bình thường đó. Nên là mọi người ủng hộ tụi em nha. Đó, em hôm nay em chia sẻ hết lòng mình rồi đó. Ở tụi em không có chuyện gì xảy ra, vẫn là điện thoại, vẫn hỏi thăm hàng ngày, buôn bán được hay không nha, rồi vợ chồng em kinh doanh được hay không, rồi con cái khỏe không, rồi bố mẹ khỏe không, rất rất là bình thường. Và Thái cảm ơn các anh chị, anh Hải, chị Tuyên, bé Tuyên nè, rồi thêm bếp trên bảng, nói chung là mọi người hỏi thăm em cực kỳ nhiều luôn. Rồi hy vọng mọi người ủng hộ anh em tụi em nha, đừng có cơm hình nữa nha, buồn nha. Rồi bye bye, hẹn gặp mọi người clip sau.
Nhà ơi, cả nhà xem video hôm nay có hay không ạ? Có yêu thích không ạ? Có gì góp ý cho Thái Nhà Biển nhé. Giờ thì em Thái xin ít phút để quảng cáo một số sản phẩm đặc sản miền biển về Hưng Thái, làng chài Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận. Trên đây Thái, đó là sản phẩm đến từ cá cơm. Cá cơm thì quê Thái là một trong những xã có lượng tiêu thụ cá cơm nhiều nhất luôn cả nhà ơi. Và đến mùa là vào tới hàng trăm tấn luôn. Trên tay Thái đây là sản phẩm cá cơm khô là được tiết làm hai luôn cả nhà ơi. Một bịch như gì 500g chỉ 130.000. Mình có thể rang hoặc là mình có thể chiên với tỏi ớt và làm bánh sờ nách ăn cực kỳ ngon luôn. Và đây là sản phẩm của gia đình Thái, đó chính là nước mắm nhĩ cá cơm nguyên chất. Một lít như gì là chỉ có 140.000 một lít loại 1. Và bên này là nước mắm nhĩ cá cơm loại đặc biệt và 190.000 một lít. Và nếu như cả nhà mua về nước mắm nhĩ, mua 3 lít, cả nhà sẽ được tặng một hũ chẩm chéo của anh Hải Sapa TV. Và tiếp theo đến ở dưới đây, Lì ơi, đây là nước mắm cái hay được gọi là mắm nêm nguyên con 350g chỉ có 45.000 đồng thôi. Mua 6 chai sẽ được miễn phí ship. Ăn thịt luộc hoặc là mình làm với lại gỏi cuốn mình chấm ăn cực kỳ ngon cả nhà ơi. Và thêm hơn nữa là một tô bún mắm nêm ăn tuyệt vời. Và một đứa con mà Thái mới ra mắt đó chính là mắm ruốc đây cả nhà ơi. Đây là mắm ruốc của Thái Nhà Biển, trọng lượng là 350g và có giá là 70.000 một hũ. Đây là mắm ruốc đã có gia vị. Mình có thể dùng chấm trái cây, xoài, cóc, ổi, mặn hoặc là mình làm nước chấm cho các rau, củ, quả như rau luộc kho vẹt. Và đặc biệt mắm ruốc này cả nhà rang cơm mắm ruốc ăn cực kỳ ngon, cực kỳ đỉnh luôn. Và thứ hai nữa đó chính là món chủ đạo của mắm ruốc, đó chính là thịt kho mắm ruốc. Cả nhà mình có một hũ mắm ruốc trong nhà, khi đói đói mình ăn vào một đĩa cơm nóng cực kỳ ngon. Đây có chương trình mua 3 miễn phí ship, mua 4 tặng 1 được 5. Tất cả các sản phẩm bên Thái đều có tại cửa hàng Thái Nhà Biển, thôn 2, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nếu như cả nhà yêu thương Thái, hãy đặt cho Thái với số like là 0938 280121 hoặc 0934 986674. Cả nhà yêu thương hãy order và ủng hộ Thái Nhà Biển nha. Đây là một trong những sản phẩm góp vào kinh phí để Thái cố gắng đi quay trên đường YouTube của mình. Và sau đây là vi trình muối nước mắm của gia đình Thái Nhà Biển 100% từ cá cơm và muối hột. Mời khán giả Thái Nhà Biển cùng theo dõi nha. Mời mọi người xem vi trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là vi trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều, nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo, và đặc biệt đây là của Cửa Lấp nha cả nhà. Đây, muối được hòa nguyện với từng con cá làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạt. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân bé Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, có cả muối nữa, với bàn tay của người dân. Và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những vị khách hàng đầu tiên và những vị khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lưu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái. Mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm là Thái đã pha trộn giữa những trái khóm này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon.
Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha. Mắm nhĩ 140.000 một lít và mắm nêm 45.000 đồng một chai. Mọi người cứ alo Thái Nhà Biển nha.